Trung Quốc run sợ, Nga, Mỹ hoan hô trước tuyên bố Việt Nam sẵn sàng Điện Biên Phủ trên biển. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, trong bài hát Tình hữu nghị Việt Nam Trung Hoa, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã viết hai câu hát để đời: Việt Nam Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông, chung một biển đông mối tình hữu nghị sớm như rạng đông. Trong câu hát ấy, tình bạn Việt Nam Trung Quốc sao mà đẹp đến thế, chỉ tiếc rằng sự thật không phải lúc nào cũng đẹp. Suốt nhiều năm qua, và gần nhất là hồi cuối tháng 2 mới đây, Trung Quốc lại mang tàu hải cảnh sang hoạt động tại thềm lục địa của Việt Nam, gây sự với tàu cá và ngư dân hải đảo nước ta, khiến cho nhân dân cả nước không khỏi sốt ruột. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trước tình hình đó, mạng xã hội Việt Nam đã lan truyền những đoạn video để hăm dọa rằng nếu Trung Quốc vượt qua lằn ranh đỏ của chúng tôi, thì sẵn sàng chúng tôi thực hiện một trận Điện Biên Phủ trên biển như chúng tôi đã từng làm Điện Biên Phủ trên không. Tuyên bố này đã lọt đến tay người Trung Quốc và họ đã đưa ra những nhận định rất trái chiều. Vậy cụ thể, người Trung Quốc họ đã nói gì và bạn bè quốc tế sẽ đứng về phía ai nếu như thật sự có Điện Biên Phủ trên biển diễn ra? Chúng tôi sẽ bật mí câu trả lời trong video ngày hôm nay. Nếu có theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, chắc các bạn cũng biết tình hình Biển Đông hiện nay đang nóng hơn bao giờ hết. Mười mấy ngày trước đây thôi, Trung Quốc đã liều lĩnh điều tàu hải cảnh hoạt động tại bãi tư chính của Việt Nam. Theo dữ liệu từ chuyên trang theo dõi hàng hải Marine Traffic, tàu hải cảnh 5901 của Trung Quốc ngày đã bật hệ thống nhận dạng tự động AIS tại vị trí gần bãi tư chính và hiện diện tại khu vực trong nhiều ngày. Hành động bất chấp luật pháp quốc tế này của Trung Quốc khiến cho Bộ Ngoại giao Việt Nam phải ngay lập tức lên tiếng. Tại một buổi họp báo sau đó, thì bà Phạm Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã nhấn mạnh, bãi ngầm tư chính là một phần của thềm lục địa Việt Nam và được sắp lập hoàn toàn phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc và về luật biển UNCLOS 1982. Trung Quốc tuyệt đối không thể xâm phạm vì bất kỳ một lý do gì. Mặc dù bề ngoài, tàu Trung Quốc giả dạng là tàu dân, nhưng thực ra đó là một hành động ném đá giấu tay. Các tàu dân binh này của Trung Quốc đã nhiều lần đâm đụng, thậm chí là đâm chìm tàu cá của các nước trong khu vực và đặc biệt là Việt Nam. Nhờ những hành động núp bóng như vậy mà Trung Quốc có thể thực hiện chiến thuật tầm ăn dâu để từng bước kiểm soát Biển Đông. Trong những ngày Biển Đông dậy sóng, trên mạng xã hội Facebook và TikTok, nhiều cư dân mạng Việt Nam đã vô cùng tức giận và đưa ra tuyên bố rằng có phải Trung Quốc đang cố tình gây sự? Đến đường cùng, chúng tôi bắt buộc phải thực hiện Điện Biên Phủ trên biển. Tuyên bố này không phải lần đầu tiên được người Việt Nam mang ra, mà nó đã rất phổ biến từ hồi năm 2014 khi Trung Quốc lộ rõ âm mưu bành trướng của mình. Câu nói Điện Biên Phủ trên biển vừa để nhắc Trung Quốc rằng đừng xem thường Việt Nam vì chúng tôi đã từng làm nên Điện Biên Phủ trên không lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu như thế nào. Để họ biết điều mà lùi lại cũng vừa để tự đốc thúc chính người dân Việt Nam phải vững niềm tin để đối đầu trực diện với ông bá hộ phương Bắc bất cứ khi nào Tổ quốc cần. Thật không ngờ là tuyên bố sẽ khởi xướng Điện Biên Phủ trên biển đã lọt đến tai của truyền thông Trung Quốc. Trên mạng xã hội Dưa Hấu, mạng xã hội đăng tải video lớn nhất của Trung Quốc. Cư dân mạng Trung Quốc đã chia sẻ thông tin này với hai thái độ khác nhau. Một bên là run sợ, hãi hùng, còn một bên thì khinh thường ra mặt. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những bình luận của người Trung Quốc ngay bây giờ. Đầu tiên là những comment kiểu như sau. Ngay cả tám nước Việt Nam cũng không thể đánh bại được Trung Quốc, chứ đừng nói đến một nước Việt Nam nhỏ bé. Một mình Quảng Tây có thể đánh bại Việt Nam. Ngoài ra bên cạnh Việt Nam dường như có rất nhiều đội quân có khả năng chiến đấu. Có quân Vân Nam, quân Tứ Xuyên, quân Quảng Đông, quân Quý Châu, xa cũng có quân Hồ Nam. Việt Nam sẽ khai chiến với quân nào? Chúng tôi đã sẵn sàng. Nguồn điện bạn có thể cung cấp là do chúng tôi cung cấp. Trước tiên hãy giải quyết vấn đề này. Việt Nam không có công nghiệp nặng và kho đạn dược của nước này sẽ không tồn tại được lâu nếu không có sự hỗ trợ của các nước khác. Việt Nam thậm chí không đủ Internet để truyền thông tin, vì thế không có gì phải sợ. Vì sợ bị đánh nên nếu lần này Việt Nam gây chiến thì họ sẽ quay lại thời kỳ đồ đá. Thật hài hước khi có một số người Trung Quốc tự tin thái quá nói rằng Việt Nam không có điện, không có Internet, rồi tự tin thái quá là Việt Nam chẳng phải đối thủ của họ, muốn đánh lúc nào cũng được. Nếu dễ thế thì cho hỏi là vì sao 1.000 năm qua Trung Quốc 5 lần 7 lượt làm khó làm dễ nhưng cũng chưa làm gì được Việt Nam chúng tôi. May sao vẫn có những bạn Trung Quốc đủ tỉnh táo để nhận ra thế này. Tại sao Việt Nam lại dám thách thức Trung Quốc thường xuyên khi nước này đang yếu thế? Điều đó có nghĩa là gì? Đó là họ không yếu ớt như các bạn hay nghĩ. Đừng quên họ từng thắng cả Pháp và Mỹ. Và mới nhất vào năm 1979, Trung Quốc cũng thua toàn tập trước Việt Nam. Đừng đùa với Việt Nam. Bố tôi từng kể về trận Điện Biên Phủ trên không. Khi đó Việt Nam giống như anh hùng của cả thế giới. Cả nhân loại không bao giờ dám quên trận đánh đó. Nếu đánh Việt Nam dễ như vậy, tại sao Trung Quốc vẫn chưa thể làm được? Đừng nói đến đánh Việt Nam, chỉ cần bạn đặt một chân đến đó sẽ bị rơi vào tầm ngắm của các cường quốc khác đang hỗ trợ Việt Nam. Đừng ngông cuồng, chúng ta nên yên ổn trên đất nước chúng ta và đừng mang suy nghĩ rằng bạn là nhất.
Và đó là những comment khác nhau của cư dân mạng Trung Quốc. Ngay cả người Trung Quốc cũng nhận ra Việt Nam không dễ đánh bại, vậy mà chính người Việt Nam chúng ta vẫn có rất nhiều bạn quá tự ti về đất nước mình. Theo như chúng mình quan sát thông qua các cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, không ít người tỏ ra lo lắng cho rằng nào là Việt Nam lệ thuộc vào nước khác, nào là chênh lệch về sức mạnh vũ khí, sức người, sức của. Thậm chí có người còn bảo chúng ta nên thỏa thuận chia lại biển với Trung Quốc. Xin thưa, làm gì có chuyện đó? Gã hàng xóm xấu bụng lâu nay vốn mang tư tưởng đại hán bành trướng, quen thói bắt nạt hung hăng, thấy Việt Nam nhẫn nhịn càng lân tới. Hiện nay thì quân đội nhân dân Việt Nam vẫn đang cố kiềm chế một cách khôn ngoan tỉnh táo. Nếu gã hàng xóm bước qua làn danh đỏ, phát động chiến tranh, lòng kiên nhẫn của người Việt bị dập tắt, như chiếc lò xo bị nén lại để bung ra, thì kẻ xâm lược sẽ bị quân đội nhân dân Việt Nam can trường, giáng những đòn táo bạo bất ngờ nhất như đã từng. Vì sao mình tự tin nói như vậy? Bởi lẽ là kẻ thù dù có vũ khí tối tân đến đâu, cũng không khuất phục được cả dân tộc vốn hiền lành nhưng có truyền thống chống ngoại xâm. Tinh thần còn cái lai quần cũng đánh sẽ dạy cho kẻ thù về sức mạnh Việt Nam. Các bạn nhìn lại lịch sử mà xem, những trận Bạch Đằng, Như Nguyệt, trận Đông Bộ Đầu, Thăng Long, Hàm Tử, Tây Kết, trận Trương Dương Độ, Chi Lăng, Sương Giang, trận Dạch Cầm, Xoài Bút, trận Ngọc Hồi, Đống Đa và hàng trăm trận chiến lớn nhỏ đã có biết bao thế hệ đã ngã xuống để dân tộc trường tồn. Thế kỷ 20, khi bị giặc Phú Lăng Sa dồn vào đường cùng và bị ví như là châu chấu đá voi, cả dân tộc Việt Nam đã vùng dậy. Nhờ hơn hẳn khát vọng độc lập và ý chí cuột cường, dân tộc Việt đã tiến hành cuộc chiến giữa hổ và voi, nghiền nát đội quân kẻ thù, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa thực dân, là nguồn cổ vũ giành độc lập cho các dân tộc thuộc địa khắp thế giới lúc ấy. Cuối năm 1972, Mỹ đã quyết định chơi đòn sinh tử, ném bom hủy diệt miền Bắc Việt Nam bằng tất cả vũ khí tối tân nhất, nghiến răng tuyên bố rằng sẽ đẩy Bắc Việt Nam vào thời kỳ đồ đá. Nhưng bom đạn chỉ hù dọa được những kẻ yêu bóng vía, dân tộc Việt Nam chỉ cúi đầu trước lẽ phải, chứ chưa bao giờ khiếp nhược trước kẻ thù. Dù bom rơi, đạn trút, trẻ em vẫn tung tăng đến lớp học máy hình chữ A. Quân đội nhân dân Việt Nam đối đầu với những siêu pháo đại bay B-52, những máy bay tàng hình cánh cụp cánh xòe cỡ F-111 và chúng lợi dụng như sung. Nhân dân Việt Nam lại làm nên một Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Đã có Điện Biên Phủ trên mặt đất dưới hầm sâu năm 1954 và Điện Biên Phủ trên không xé toang bầu trời năm 1972. Các dân tộc Việt Nam nếu cần sẵn sàng làm một Điện Biên Phủ trên biển, đập tan mọi tham vọng ngông cuồng muốn bá chủ Biển Đông. Không một ai đủ tư cách dạy người Việt về lòng yêu nước, không một ai đủ tư cách dạy bộ đội Việt Nam về lòng dũng cảm và gan dạ. Đừng nhân danh bất kỳ cái gì để kích động chiến tranh. Quân đội nhân dân Việt Nam không phải là người rút gươm ra trước, nhưng sẽ là người tra gươm vào vỏ sau cùng. Đôi lời gửi các bạn Trung Quốc như sau, các bạn nghe thử xem có chuẩn chưa? Dân tộc tôi đã trải qua nhiều cuộc đấu tranh với quý quốc và các nước đế quốc. Dân tộc tôi đã mất mát quá nhiều, chúng tôi muốn được sống trong hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Tất cả chúng tôi luôn hy vọng rằng hai nước sống đúng với mong muốn và những thành quả có được nhờ bao hỗ trợ nỗ lực dày công vun đắp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các vị tiền bối hai nước. Tôi tin chắc rằng là các bạn cũng muốn hòa bình và chúng tôi cũng vậy. Chiến tranh là chết chóc, là đau thương, khiến bao gia đình lâm vào cảnh con mất cha, vợ mất chồng, cháu mất ông. Bao vết thương chiến tranh trong chúng tôi còn chưa lành, chúng tôi không muốn một lần nữa dân tộc lại phải hứng chịu những khốc liệt của chiến tranh. Nhưng nếu điều đó xảy ra, toàn thể dân tộc Việt Nam chúng tôi sẵn sàng hy sinh một lần nữa. Sẵn sàng chiến đấu tới giọt máu cuối cùng để bảo vệ tự do và độc lập của dân tộc chúng tôi. 90 triệu người dân chúng tôi trên dưới một lòng sẵn sàng bảo vệ đất nước Việt Nam. Nói tóm lại là ngày nay, chúng ta đang sống trong thời bình, nhưng không đồng nghĩa với việc tổ quốc ta được an yên. Ngoài kia còn bao nhiêu giặc dữ luôn dòm ngó sẵn sàng cướp lấy từng tấc đất, thước biển của chúng ta. Vì hòa bình chúng ta phải nhân nhượng, nhưng nếu sự nhân nhượng đó không được phía Trung Quốc thực hiện mà vẫn lấn tới, thì tôi đề nghị toàn thể dân tộc Việt Nam, già trẻ gái trai, ai ai cũng phải đứng lên bảo vệ Tổ quốc Việt Nam của chúng ta. Nếu cần phải có một trận Điện Biên Phủ trên biển thì chúng ta cũng sẵn sàng. Mọi thứ có thể bỏ qua, nhưng chủ quyền và quyền tài phán quốc gia thì không thể nào bị xâm phạm. Các bạn có quan điểm như thế nào sau khi xem video này? Hãy bình luận ngay bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!